Chào nha, chào tất cả mọi người đến với kênh bán ô tô Huy Trung. Này thì bên em vừa về một mẫu xe Kia Spectra, một mẫu xe mà siêu tiết kiệm luôn. Đó, mẫu xe giá rẻ dành cho tất cả các anh chị có nhu cầu kinh tế thấp thì mình mua con này về đi rất là hợp lý. Xe thì vừa sơn lại rồi, rất là bóng bẩy. Nội thất còn khá là ok, đèn đuốc còn mới rất là mới. Xe nói chung là máy 1.6 phun xăng điện tử chạy khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây. Xe nói chung là rất là lành tính nha. Xe nói chung dòng này lành tính vô cùng. Kia Spectra LS này rất là đẹp luôn. Xe thì máy móc còn khá là ok. Nội thất ghế chỉnh điện, nội thất gương kính chỉnh điện, lốp láp còn rất là ok. Năm mâm đúc nguyên bản theo xe. Lốp láp còn rất là ok luôn. Lốp láp còn rất là ok nha. Đấy, lốp láp khá là được. Bốn lốp còn rất là đều. Và về đi rất là ok, khám đến tháng 7 2019. Xe đồng sơn rất là đẹp luôn, đồng sơn khá là bóng bẩy. Em mới vừa sơn lại, vừa tút tỉa, vừa đánh bóng lại nên rất là còn rất là mới. Xe về là anh chị có việc sử dụng đi ngay thôi, không làm gì thêm đâu. Xe đã dọn hoàn toàn rồi. Giá em bán con này chỉ có 110 triệu bao vận chuyển cho anh chị toàn quốc luôn. Đèn đuốc thì để hai đèn trước em mới thay. Đấy. Mới rất là mới luôn, mới tinh luôn. Đấy, xe còn rất là tương đối, xe còn rất là tương đối đẹp. Biển 78 Phú Yên ha. Đấy, xe là về chỉ việc sử dụng thôi. Dòng này dành cho những anh chị nào có kinh tế thấp, mua về chở con cái rồi đi học hay là đi chơi rất là hợp lý. Hay là những anh chị nào mua về tập mình tập lái con này, dòng này rất là dễ lái, mua về tập lái rất là ok. Đấy. Dòng này rất là phổ thông, đi hoài mà không hư, rất là khó hư nữa. Bốn gương chỉnh điện khá là ok, xe còn khá là nét, chỉ nẻ không mất phân nữa hết nha. Chỉ nẻ cũng rất là ok luôn. Chỉ nẻo đây, chỉ nẻo cũng rất là mát. Nên nói chung là về là có việc sử dụng đi ngay thôi, vô lăng cũng khá là đẹp. Đó, xe về là về có việc đi thôi, không biết làm gì thêm nữa ha. Đó. Máy móc số là má rất là nhẹ nhàng, âm thanh loa đài đầy đủ, những cái phần này người ta được mài gỗ rồi, âm thanh nghe rất là hay. Gương kính chỉnh điện đây, âm thanh nghe rất là hay luôn, âm thanh nghe rất là hay. Trần đã được bọc trần ni lông rồi, đèn đốt đằng sau đây. Vì là trời nó cũng xế chiều rồi nên là em quay nó hơi tối, phải bật led em quay. Ghế da thì được bọc màu đen, đã được bọc màu đen rồi, rất là sạch sẽ, không rách rưới gì hết. Xe nói chung là về là việc sử dụng thôi. Đó. Số má rất ngọt ngào. Đó. Số rất là nhẹ nhàng. Máy lạnh rất là mát. Máy lạnh rất là mát ha. Đây, máy lạnh đi. Máy lạnh khá là sâu. Vô lăng này, vô lăng khá là đẹp. Trợ lực tay lái rất là nhẹ luôn. Đấy. Gương kính chỉnh điện đằng sau đây. Bên này gương kính chỉnh điện khá là ok ha. Gương chiếu hậu chỉnh điện đây. Đó. Gương chỉnh điện khá là ok ha. Chức năng theo xe vẫn còn hoạt động khá là tốt. Trên đây có một cái hộc để đồ khá là rộng rãi. Tập vi đồ còn khá là mới hết nè. Đấy, nói chung mà xe về chỉ việc là sử dụng đi ngay thôi. Đấy, xe mới vừa vệ sinh xong. Bảng đồng hồ khá là đẹp. Đó, máy móc nổ khá là êm.
Máy móc thì em mới vừa chỉnh sửa lại cho anh chị, thay nhớt, thay dầu, hộp số lại cho anh chị về anh chị việc đi thôi. Máy móc em mới kiểm tra lại toàn bộ cho anh chị hết. Âm thanh nghe bao hay luôn, âm thanh rất là chất. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Xe về rồi anh chị có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm gì thêm đâu. Xe rất là ok ha, xe rất là ok, máy móc miễn bàn. Đấy, xe nói chung là tốc bi rồi tem zin rồi còn nguyên hết, nói chung là xe còn rất là ổn định, mua về là việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm gì thêm đâu. Bộ cái da đằng sau người ta đã bọc màu đen rồi, nhìn rất là sạch sẽ, da rất là sạch sẽ ha, tốc bi rồi đây, gương kính chỉnh điện rất là ok. Mua việc là sử dụng thôi. Giá có 110 triệu bao vận chuyển cho anh chị toàn quốc. Anh chị nào cần rút hồ sơ thì thêm phí em 3 triệu nữa ha. Đấy, cần rút hồ sơ thì thêm phí em 3 triệu nữa. Xe đèn đuốc rồi còn sáng choang hết nha. Xe về là việc là sử dụng thôi, không làm gì thêm nữa. Đấy, cốp là cốp nỉ, 5 lốp 5 ông đúc nguyên bản cho xe. Gầm bệ thì chỉ có một ly ti vào chỗ thôi, nhưng mà người ta làm lại hết rồi. Tem zin rồi vẫn còn, cột kè hai bên vẫn còn nguyên hết nha. Cột kè hai bên còn nguyên hết, chưa có hiện tượng đâm đụng hay ngập nước gì hết. Xe nói chung thì người ta đi cũng khá là nhiều rồi, không phải ít gì nữa, nhưng mà nó còn khá là chất. Đấy, người ta cũng tu bổ lại rồi. Đó. Gầm bệ cũng khá là ok. Xe nói chung thì người ta đi cũng khá là nhiều, nhưng mà nó người ta vẫn còn giữ gìn khá là kỹ. Và về là em bán cái giá 110 triệu và về cho anh chị rất là hợp lý. Về cho anh chị đi tập lái là chở gia đình đi, em bảo đảm con này 100% cho anh chị làm máy móc về là việc đi thôi, không vặt nha. Nếu như có không vặt là bảo trả lại em, bởi vì máy em mới vừa kiểm tra hết rồi. Đấy, bên salon bên gara người ta có bảo hành cho em. Đấy, máy bóc về là có hỏng vặt gì là anh chị cứ alo em. Đấy, là máy móc là em bảo đảm cho anh chị là không hỏng vặt nha. Cửa gió điều hòa là mức là mát. Xe về là chỉ cần sử dụng thôi. Giá chỉ có 110 triệu bao vận chuyển cho một chiếc Kia nhập Hàn Quốc này, đời 2004 nha. Một chiếc Kia Hàn Quốc rất là bền bỉ luôn. Cái da đây, bọc lại rồi, sạch sẽ luôn. Cột kèo hai bên rồi vẫn còn đẹp nha. Mua về là chỉ bây giờ sử dụng thôi, không làm gì thêm đâu. Tóc bi rồi chỉ nẻo rồi còn zin đét đẹp hết. Nói ốc rồi zin hết. Xe thì người ta đi cũng khá là nhiều, nhưng mà người ta giữ gìn bảo toàn tu bổ khá là tốt, nên là vẫn còn xài rất là ok. Đèn đuốc thì mới thay mới luôn, về là chỉ việc đi thôi. Xe này máy móc lại mới vừa thay nhớt, làm lại kiểm tra buji, thay buji đồ, kiểm tra dây rồi lại toàn bộ cho anh chị rồi. Về là anh chị có việc sử dụng thôi, không phải làm gì thêm đâu. Gương kính chỉnh điện, tay lái trợ lực, âm thanh máy lạnh, điều hòa, đèn đuốc, đồ đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết nha. Đây, máy của nó đây, máy còn khá là khô ráo và sạch sẽ, mới vừa đài tu chỉnh sửa là hết rồi. Đấy, cột kè hai bên còn nguyên hết nha. Đấy, bình ắc quy em mới vừa thay luôn. Đó, xe rất là đẹp, máy móc khá là khô ráo và sạch sẽ ha. Mua về là chỉ việc là sử dụng thôi. Đây, khô ráo hết nè, về là không phải làm gì thêm đâu. Cabo nó được bọc nỉ rồi. Đó, xe rất là ok ha. Con này Kia Spectra, Kia Spectra đời 2004, máy chỉ có 1.6 thôi nha, 1.6 chạy khoảng 7-8 lít trên 100 cây, 7-8 lít trên 100 cây ha. Đó, dòng này thì rất là lợi xăng, nó có ba rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là lợi xăng, thứ hai là dễ sửa, và thứ ba là chi phí thấp. Dòng này khó là hư, rất là khó hư, chi phí thấp, dễ sửa. Sơn thì mới vừa sơn mới lại rồi, về là anh chị có việc sử dụng chạy thôi, không phải làm gì thêm đâu. Máy móc lại em bao qua chị luôn. Âm thanh nghe đây. Nhưng tôi vẫn miệt mài cố gắng. Âm
thân là loa hay hết nha. Loa hay hết, có remote. Có remote thì xe luôn. Khóa cửa rồi đấy. Về là việc sử dụng thôi. Giá bán con này chỉ có 110 triệu thôi. Kia Spectra đời 2004 máy 1.6 phun xăng điện tử chạy rất lợi xăng. Giá bán chỉ có 110 triệu thôi. Biển 78 Phú Yên. Anh chị nào cần rút hồ sơ thì thêm em 3 triệu nữa ha. Còn không thì em sẽ viết một giấy tay bao đăng chấp ủy quyền qua cho anh chị, là anh chị để vậy đi thôi. Một mẫu xe mà vừa tiết kiệm xăng lại vừa lành tính như con này thì rất là ok cho anh chị nào mà có gia đình kinh tế thấp. Đấy, rồi cảm ơn tất cả anh chị đã xem video của em nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.